Ca sĩ Phi Nhung có buồn khi Hồ Văn Cường nhất định chuyển ra sống riêng với bố mẹ mặc dù phải thuê nhà. Mới đây nhất, Hồ Văn Cường chia sẻ với truyền thông về mong muốn mua nhà để dọn ra ở riêng với bố mẹ ruột vào năm nay khi đã đủ 18 tuổi. Nam ca sĩ nhí cho biết, những năm qua cát xê của cậu đều được giữ riêng trong thẻ. Nếu như không đủ tiền mua nhà, cậu sẽ nghĩ đến phương án đi thuê để có thể sống cùng với bố mẹ ruột. Ca sĩ Phi Nhung cũng có đôi lời nhắn nhủ tới con trai nuôi, theo đó cô tuyên bố trả tự do cho Hồ Văn Cường. Cụ thể, giọng ca bông điên điển cho biết, theo luật pháp, 18 tuổi vẫn nằm trong sự kiểm soát của gia đình, 21 tuổi mới gọi là ra đời, nhưng mẹ sẽ cho con một món quà mà xưa giờ con luôn mong ước. Mẹ sẽ không la con nữa, trả tự do cho con. Dù con lớn lên như thế nào, con vẫn làm bé Cường trong mắt mẹ. Nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng sinh nhật con trai, mong con cố gắng học giỏi vào cuối năm lấy được bằng tốt nghiệp lớp 12. Cùng với đó, Hồ Văn Cường đã trả lời phỏng vấn như sau. Tôi ấp ủ làm một sản phẩm âm nhạc để tri ân tình cảm của mọi người trong năm 18 tuổi. Nếu được, cuối năm nay tôi sẽ xin mẹ nuôi ca sĩ Phi Nhung ra ở riêng để gia đình tôi được hội tụ. 6 năm qua tôi đi hát, chạy show, thù lao kiếm được đều được cất trong thẻ riêng. Đến lúc cần, tôi sẽ xin lại số tiền ấy để lo cho cuộc sống gia đình. Nếu như không đủ tiền mua nhà, tôi sẽ nghĩ đến phương án đi thuê, miễn sao mọi người cùng sống chung một mái nhà. Hiện tôi và mẹ ruột vẫn sống trong nhà của nữ ca sĩ Phi Nhung, bố tôi ở tiệm chay của mẹ nuôi, còn chị gái và các cháu tôi ở dưới quê. Không có chuyện vì bức xúc với mẹ nuôi nên tôi xin ra ở riêng. Dự định ở riêng này tôi đã ấp ủ từ rất lâu. Mẹ nuôi xem tôi như con ruột, chỉ là đôi lúc chưa hiểu nhau, tôi với mẹ gặp một vài bất đồng. Sau khi ngồi nói chuyện, hai mẹ con hiểu nhau hơn. Phi Nhung phản ứng gì khi anh đề nghị tách riêng? Mẹ nuôi ủng hộ quyết định của tôi. Mẹ nói tôi 18 tuổi, có thể ra ngoài sống, tự chọn con đường học hành và nghề nghiệp. Mẹ Phi Nhung muốn tôi tự lập và vấp với cuộc đời sẽ mau chóng trưởng thành. Mẹ nuôi còn nói tôi có thể vừa đi làm vừa theo đuổi ca hát. Lúc đó tôi và mẹ Phi Nhung nói chuyện đùa giỡn với nhau rất nhiều. Nhưng đến khi tuổi dậy thì tầm 16 tuổi, 17 tuổi gì đó, tôi không còn gần gũi với mẹ như trước. Tôi nghĩ do thay đổi môi trường học hành khiến cho tôi khó hòa nhập với bạn bè. Nhất là khi tôi bị vỡ tiếng, tôi cảm thấy tự ti về giọng hát của mình. Khoảng thời gian đó tôi sống khép kín, cần thời gian một mình. Tính tôi thì lì lợm, không thích chia sẻ hay tâm sự với ai nên khiến cho mẹ Phi Nhung hiểu lầm. Ba mẹ tôi thấy con trai như vậy cũng lo lắng và động viên tôi nhiều. Để vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tâm lý đó, tôi đã tìm đến việc chơi game, đánh lừa suy nghĩ của bản thân. Cũng may, bây giờ tôi thấy mình đã đủ chín chắn, tự tin hơn. Mối quan hệ của tôi và mọi người cũng thoải mái hơn. Nổi tiếng sớm khiến cho anh gặp những áp lực gì? Làm người của công chúng thì việc gặp áp lực là điều không thể nào tránh khỏi. Những việc của tôi làm có thể bị dư luận khen, chê và tôi phải biết bình tĩnh vượt qua. Tôi nghĩ áp lực của tôi là không được tự do làm những điều mà tôi thích. Tôi sợ nếu tôi không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến người khác. Mong ước của tôi là lo được cho bố mẹ ruột có một cuộc sống đầy đủ. Tôi nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều cho chặng đường sắp tới. Anh vừa đón tuổi 18 bên gia đình, bạn bè, cảm xúc của anh thế nào? Sinh nhật năm nay của tôi, người thân trong gia đình quây quần ăn uống. Năm ngoái, các bạn fan còn tổ chức tuổi mới cho tôi. Năm nay vì dịch bệnh nên không thực hiện được. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12, thi đại học nên rất áp lực trong chuyện học hành. Tuổi 18, tôi thấy bản thân có nhiều thay đổi về suy nghĩ và nhận thức. Tôi không còn vô tư, biết lo cho gia đình nhiều hơn. Nữ ca sĩ Phi Nhung thì trải lòng. Việc Hồ Văn Cường nói muốn tự lập vào năm 18 tuổi, muốn thi ngành đại học marketing, tôi rất tự hào. Tôi nghĩ con của mình rất thông minh khi đã xác định được mục tiêu cho nó. Tôi không có tiền để cho con, nhưng sẽ dạy cho con khi con ra đời. Gặp người này, người kia thì phải làm gì, phải xã giao như thế nào. Kể cả Hồ Văn Cường không đi hát nữa thì tôi cũng không tiếc vì làm nghề bình thường, vững vàng cũng tốt với Cường. Đàn ông con trai cần một nghề tốt, vững chắc để lo cho vợ. Việc Cường muốn tự lập là rất đúng vì 18 tuổi rồi còn có thể tự ra ngoài học hành và kiếm sống. Tôi ủng hộ. Cường ra ngoài sinh sống, tự học, tự làm việc, có cái riêng của mình thì mới nên người. Tối ngày ở chung với tôi từ lúc nhỏ đến lúc lớn thì cũng không được. Phi Nhung cho biết đối với Hồ Văn Cường cô rất nghiêm khắc. Bên cạnh vai trò làm mẹ, thỉnh thoảng Phi Nhung còn phải làm một người bạn, một người chị vì Hồ Văn Cường rất khó dạy bảo, nhất là trong giai đoạn tuổi dậy thì. Phi Nhung cho biết rất áp lực trong việc dạy dỗ Hồ Văn Cường vì cậu bé nhìn như vậy chứ cũng dữ lắm. Ngoài ra Phi Nhung cũng nhắc đến bố mẹ ruột của Hồ Văn Cường. Bố mẹ ruột của Cường giống như là đẻ mướn con cho tôi vậy.
Nhiều lúc tôi bảo bố mẹ Cường dạy nó giùm tôi một chút, nhưng hai anh chị phải đi làm nên bận rộn lắm, không dạy được. Ở quê thì bố mẹ Hồ Văn Cường dạy theo kiểu khác, lên thành phố tôi phải dạy con theo kiểu khác, dạy lại từ đầu. Bản thân Cường cũng phải đi học lại từ đầu. Nói chung, hai mẹ con tôi rất khó khăn. Tuy nhiên, với trách nhiệm của một người mẹ, Phi Nhung vẫn dành cho Hồ Văn Cường sự yêu thương đặc biệt. Dù thời điểm hiện tại, hai mẹ con khá khó khăn trong việc thấu hiểu nhau, nhưng Phi Nhung cho biết cô luôn sẵn sàng lắng nghe và làm mọi thứ tốt nhất cho con. Sau ngôi vị quán quân của cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, Hồ Văn Cường đã được Phi Nhung nhận nuôi và lo toàn bộ học phí vì hoàn cảnh của cậu bé khi đó rất khó khăn. Không chỉ như vậy, Phi Nhung còn là người dìu dắt Hồ Văn Cường trong tất cả những hoạt động nghệ thuật, nhưng vẫn rèn cho con nuôi tập trung việc học hành. Thời điểm mới lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, Hồ Văn Cường còn tập thích nghi với cuộc sống mới. Từ thói quen cho đến cách ăn uống, Phi Nhung đều sửa từng chút một cho con trai nuôi. Cũng nhờ được mẹ nuôi chăm sóc tận tình, vẻ ngoài của Hồ Văn Cường dần dần thay đổi, tăng cân, chứ không còn là một cậu bé gầy gò như khi thi Việt Nam Idol Kids. Chuyển lên thành phố học, Hồ Văn Cường đã theo học tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám. Không phụ lòng mẹ nuôi, cậu nhóc cố gắng để bắt kịp bạn bè, làm quen với mọi người xung quanh. Tạo điều kiện cho Hồ Văn Cường tham gia tất cả các hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung thường đưa con trai đi diễn cùng với mình, như đi nước ngoài lưu diễn. Sau 4 năm theo đuổi ca hát, Hồ Văn Cường ngày càng phổng phao, ra dáng thiếu niên và cũng tự tin hơn khi đứng trước ống kính. Ngoài ra, cậu còn có một khoản tiết kiệm cách xù. Suốt thời gian vừa qua, Hồ Văn Cường và mẹ ruột sống tại nhà của Phi Nhung, còn bố của nam ca sĩ ở lại quán chay để làm bảo vệ. Gắn bó với mẹ nuôi từ nhỏ, hai mẹ con rất thân thiết, nhưng càng lớn, Hồ Văn Cường không gần gũi với mẹ nuôi như trước. Lên cấp 3, Hồ Văn Cường được mẹ Phi Nhung tạo điều kiện cho học trường quốc tế với chi phí đắt đỏ trên 100 triệu đồng một năm. Năm nay, nam ca sĩ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, đang cố gắng học tập để thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ điều khiến cho khán giả ghen tị với Hồ Văn Cường nhất chính là sự ủng hộ của bố mẹ đẻ và của mẹ nuôi Phi Nhung. Không chỉ quan tâm chăm sóc cho Cường như một đàn em trong nghề, ca sĩ Phi Nhung còn có tình cảm của một người mẹ dành cho con trai. Nên suốt 4 năm vừa qua, Hồ Văn Cường gặt hái được rất nhiều thành công và ngày một nổi tiếng trong giới showbiz. Có một thời gian Hồ Văn Cường phải hạn chế xuất hiện hay là nhận show vì vỡ giọng. Thời điểm đó, cậu bé gặp khó khăn khi lên nốt cao và thường bị chênh phô. Mẹ Nhung đã giúp đỡ con rất nhiều. Nhớ ngày nào cậu bé còn đen nhẻm, nhìn vô cùng tội, mà bây giờ đã lột xác ngoạn mục, mẹ Nhung mát tay quá. Có mẹ có cha đã là may mắn rồi, cậu nhóc này có tận hai người mẹ, bảo sao mà không thành công cho được. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, cậu bé 13 tuổi đi hát đám cưới để trang trải tiền học như thế nào, khâm phục em, bây giờ em đã thành công quá rồi. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đó là một trong những bình luận của các fan hâm mộ.